Chị Sam thì biết chị tội gì không ạ? Chị tội gì? Chị đánh cắp trái tim em. Thì muốn lọt vào mắt chị Sam nên là em hôm nay em đã quyết định em nhận lời mọi người là em đến đây để gặp chị Sam. Thấy chưa? Người ta đến đây vì em. Dạo này em để ý anh hơi nhiều. Mỗi lần mà nói về anh là em hay nói về cái nhan sắc của anh. Sao Đức ra Đức có vẻ Đức đang câu like với Sam thì phải. Không, mình đang giao lưu. Tôi thấy có một cái mùi thính bay đâu đây trong không gian. Có người thả thính thì phải. Hôm nay Ti đến đây là vì Sam đó. Cái gì? Ti nói lại. Hôm nay Ti đến đây với chương trình này thì Ti đến vì Sam á. Trời ơi, gương mặt hello anh chị. Quen thuộc là quen thuộc nhưng mà vẫn phải giới thiệu cho quý vị khán giả biết thôi. Vâng, xin chào mọi người, xin chào tất cả khán giả đang xem chương trình Giải Đức Cô Từ. Xin chào anh Đạt, xin chào cô Ân, xin chào hai anh chị, anh Huy và chị Sam ạ. Em là Chia Son và đây lần thứ hai em được quay lại với Giải Đức Cô Từ ạ. Xin lỗi mọi người, hôm nay em không hiểu sao stylist của em cho mặc bộ đồ hơi màu lính một tí mà. Thôi, tưởng tượng là em đang đi bít á. Không, thực ra em cosplay lính rồi nhưng mà ai mà bị bay mà có tội em cũng vẫn bắt đấy ạ. Nhưng mà ví dụ chị Sam, chị Sam thì biết chị tội gì không ạ? Chị tội gì? Chị đánh cắp trái tim em. Anh ơi, đưa em về, Đây rồi, đâu. Gì anh? Gì vậy? Kéo vô lại, em bay cao quá. Đỡ bay cao. Hôm nay Ti đến đây là vì Sam đó. Cái gì? Ti nói lại. Hôm nay Ti đến đây với chương trình này thì Ti đến vì Sam á. Ủa? Cái gì? Nói lại. Sam ơi, quá chị. Lỗ à. Đám hỏi hả hay gì? Mời bạn ngồi xuống. Nói chung á là tại vì Ti là mê Sam. Mê đúng mê rồi. Hả, dùng từ mê hả chị? Mê là mê muội luôn đó. Mê muội lắm, mê mà muội. Mê từ chương trình này đến chương trình khác. Trời mà thả thính dữ lắm mà chưa có dính. Cái vị ăn rất là lạ, đậm đà lắm chứ không phải là lạ mà nó trộn lên ăn. Rồi lần đầu tiên ăn cái lá hương nhu luôn và em thấy là cái lá hương nhu này cái vị đó nha, nó tựa khoảng 50% thôi chứ không giống hoàn toàn nha lá lốp, bởi vì nó rất là thơm. Thật sự thì cũng giống như Sam, mình lần đầu tiên ăn cái vị nó rất là lạ. Giống như Sam, cái gì cũng vì Sam hết. Người ta hay nói là dính như Sam đúng không? Bây giờ tôi ăn giống như Sam được không? Anh ghen hả, gì vậy anh? Ghen chứ nhẹ. Ngày hôm nay Huy xuất hiện một bộ đồ rất là lịch lãm, rất là đàn ông, để giới thiệu một phần xuất hiện đặc biệt của một danh ca. Nếu chúng ta có họa mi nước Anh Andel thì đây Cờn nước Việt. Siêu hữu giọng ca vô cùng thần sầu, có thể giúp những người bị bệnh tim, cao huyết áp, rối loạn tiền đình chữa khỏi bệnh nếu nghe hết album của cô ấy. Ngoài ra, với những bạn nào có tinh thần bất ổn định, nghe xong album của cô ấy lập tức sẽ bình ổn trở lại. Đây, Cờn nước Việt. Dòng ca đã sống cùng năm tháng với bạn hit Ký ức kinh hoàng trong màn đêm. Cô ấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Xin trân trọng giới thiệu Nguyên Hà Mi S.A.M. Một tràng pháo tay cho giọng ca Cờn nước Việt S.A.M. Wow. Em xin lỗi bởi vì cái phần trình diễn này nó khá là ngẫu hứng. Em cũng bị bất ngờ cho nên là có một cái chút gì đó nó hơi quên lời. Không có, em hát rất đúng tâm trạng luôn. Em hát mưa đúng không? Đúng rồi. Đây là mưa nặng hạt. Đây là mưa bão. Bây giờ đánh trống. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc Nguyễn Tuân đã rất chịu khó và có một trái tim can trường đến hết bài hát này. Tại em có thấy bạn đi tìm hoài. Em gia đình đã dặn bao nhiêu lần rồi thì chớ. Nhà ba má đã dặn là ế thì mình vô, mình nhẹ nhẹ mình đẩy vô, lao như xe hủ lô vậy. Nhỏ vừa mở mắt ra đó. Ôi trời, cái gì vậy? Em ơi, giới thiệu đi nào. Xin chào anh Ngô Kiến Huy, chị Sam, chào Jason, chào Đăng, chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Em là Hải Nam. Đây cũng là lần thứ hai em đến với Sàn Đấu Ca Từ. Thì người ta hay bảo là đầu xuôi thì đuôi lọt. Mà tập đầu tiên em đã đến đây để em tìm chị Sam rồi. Thì tập đặc biệt, tập cuối cùng thì muốn lọt vào mắt chị Sam, nên là em hôm nay em đã quyết định em nhận lời mọi người là em đến đây để gặp chị Sam. Thấy chưa? Người ta đến đây vì em, thưa anh. Nhưng mà em thấy để ý không? Bạn ấy mang đồ cặp, cặp danh đôi giày. Anh để ý sao vậy? Em tức anh quá. Anh không thấy là cái bộ đồ của em với anh là quần cặp luôn. Em là cặp với nhau hả? Tóc cặp luôn. Tóc anh hơi uốn gọn hơn thôi. Anh muốn dành với em hả? Alo, 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 không. Người ta đây là đồ cặp, đây là công chúa, là hoàng tử, là một couple, là pink nè, pink color nè. Nhưng mà biết tại sao không? Ai làm cái tà của em kìa, nó bị rủ rượi kìa. Đó. Bên bạn cũng có một cái gì nó buông lơi nè. Hỏi thêm về gì? Âm nhạc, nói chung là chưa có gì mà mình đã thấy là rất là nhiều điểm tương đồng rồi. Chị á thì chị rất là giỏi về nhiều cái gu âm nhạc, cái thể loại mà chị có thể xử được rất là nhiều. Vậy chốt. Để anh về cắt cái đoạn này riêng gửi email. Được cái đăng mình không ý nha. Vô. Vậy thì không biết không biết Nam thì mình giỏi về cái thể loại âm nhạc nào? Trời ơi, em hết rồi mọi người ơi. Em không cảo nha. Nhỏ em gái trong nhà mỗi lần mà gặp đối tượng là nó hay bị á khẩu vậy đó. Trong trúng gió không có sao đâu. Em sáng lên quý tóc. Em cũng nghe khá là nhiều các bài hát. Thì ở nhà em rảnh là em chỉ có nghe bài hát, ngày nào em cũng nghe ca nhạc nên là... Đó là điểm chung của hai chúng ta. Chị cũng như vậy. Chị rất là mê âm nhạc và thường thưởng thức tất cả những cái loại thể loại nhạc. Em nói ra một bài nào là chị cũng có thể hát được. Bây giờ nhỏ nói ra bài không hát được là quê nè. Ừ, không, nói chung là điểm chung. Mình có điểm chung rồi, mình có điểm chung về ngoại hình nè. Đó, mình có điểm chung về trang phục nè. Còn có điểm chung về cái gu nữa. Âm còn nhạc gu luôn. Hồi nãy đó, hát câu hồi nãy để tỏ tình. Yêu là yêu có thế thôi, thu về là mưa không ngớt. Bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe xa lành. Nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối gian. Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi. Nhưng Nam thì sẽ yêu chỉ Sam mà thôi. Ôi thiệt á, tự hào nhóm gái dễ sợ. Được, vô. Và em cảm thấy là ngày hôm nay là em đến đây là thực sự là rất đúng đắn. Đúng. Dạ. Anh ơi, sao mà bé nói đúng mà cái mặt em kỳ quá vậy Nam? Em làm chị quê mà Nam. Không, Nam bối rối vậy thôi. Để một lát mình về chỗ ngồi rồi mình rồi, khai thác sao nữa. Mình xong ca với nhau sao, mình gặp lại nhau sao trời. Làm như dạo này em để ý anh hơi nhiều. Mỗi lần mà nói về anh là em hay nói về cái nhan sắc của anh. Sao Đức ra Đức có vẻ Đức đang câu like với Sam thì phải. Không, mình đang giao lưu. Tôi thấy có một cái mùi thính bay đâu đây trong không gian. Có người thả thính thì phải. Anh là ông già Noel, anh gửi quà cho mọi người. Vậy ai gửi em cho anh? Trời ơi, ông nói gì vậy ta? Làm gì có. Nhưng mà sao mắt anh lại đổ bừng như vậy hả anh Đức? Dạ, trong đêm Giáng sinh sao nhiều cái phát sinh quá vậy ta? Sam. Dạ. Trên đường đời dạng dặm, những nẻo đường phù sa, nếu như một ngày nào đó em trùng chân mỏi gối, em muốn mượn một bờ vai của một người lạ ơi nào đó để tựa đầu. Wow. Hãy quay lại, bình tâm, nhắm mắt, mở ra em sẽ thấy gương mặt của anh Đức. Người quen, không phải người lạ, người quen. Nụ cười ấm áp. Em, anh nói này nè, mọi người thích gán ghép gả anh vậy đó, nhưng mà em đừng có nghe mọi người nói, hãy cứ cảm nhận bằng cái tấm chân tình của mình. Em biết anh mà. Anh hiểu rồi, em không cần nói ra. Em nha. Biết mà, em biết anh mà. Hiểu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cất luôn cái tấm chân tình đó. Dạ. Thấy chưa? Bé không phải bé thích cất lại, không có nói ra. Chứ ai mà kêu người ta tự cảm nhận, tự cảm nhận nó bỏ là đúng rồi. Em hiểu đứa con gái em à. Thường mỗi lần mắc cỡ mà gặp đúng đối tượng này vậy đó. Gái vậy đó, gái nói vậy chứ hiểu. Anh hiểu em. Tối về đừng có nhắn tin nhiều quá, em phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm. Ủa em đâu có bao giờ nhắn tin cho anh nên Đức. Chết rồi, Đức nó bị hoang tưởng. Ủa, thiệt luôn á, chết rồi. Tụi em nói gì vậy? Ủa Đức ơi, hả? Mấy năm rồi? Bị vậy lâu chưa? Không, mới bị đây thôi à. Mới bấn loạn đây thôi. Mới ép Facebook luôn á, chưa bao giờ nhắn tin á. Mọi người ơi, mọi người ơi, mới ép Facebook mà được nhắn tin cho nó.